Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Đôi khi có những chuyện khiến ta không hài lòng, chúng ta tìm cách thay đổi hoàn cảnh để dễ chịu hơn. Nhưng liệu hoàn cảnh có thay đổi được không khi bản thân chúng ta không thay đổi? Ngày hôm nay, Bảo Khánh sẽ kể quý khách nghe một câu chuyện ngắn mang tên Nhà vua và đôi chân đau. Ngày xưa, có một ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên mà vua phải trải qua một cuộc hành trình dài đến như thế, và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm. Sau đó, vị vua hạ lệnh cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến một việc phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ về tiền bạc. Bỗng một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua: "Tại sao ngài lại tốn một lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?" Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý để làm một đôi giày. Câu chuyện trên đã cho chúng ta hiểu, để có một cuộc sống, một nơi chốn hạnh phúc để sống, tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình, suy nghĩ của bạn, trái tim mình, chứ không phải bắt thế giới thay đổi, bởi vì nếu bạn thay đổi, cả thế giới sẽ thay đổi. Hãy thay đổi chính bản thân mình, ta sẽ thấy thế giới này đẹp hơn rất nhiều, đáng sống hơn rất nhiều. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa hơn nữa.